Xin chào quý vị và bạn. Hôm trước thì tôi giới thiệu đến quý vị và bạn chiếc Toyota Wigo, và ngày hôm nay thì chúng ta cùng tìm hiểu đối thủ chính của nó, đó chính là Hyundai i10, và đây là phiên bản cao cấp nhất 1.2 số tự động hatchback. Ngay phần đầu xe thì các bạn thấy cái sự khác biệt rồi. Wigo thì sử dụng đèn bi để chiếu sáng, đèn bi cầu projector ấy. Còn Hyundai nhà chúng ta thì vẫn đang chỉ sử dụng cái halogen dạng thường, tuy nhiên chúng ta lại có sẵn dải đèn LED. La răng của xe vẫn giữ nguyên những thiết kế cách đây khoảng 1-2 năm rồi, tuy nhiên thì vẫn rất được lòng khách hàng bởi vì đây là những cái thiết kế rất là trẻ trung và nhìn nó tạo cảm giác mạnh mẽ. Gương chiếu hậu cặp điện, chỉnh điện, tay nắm cửa mạ chrome này, và có tích hợp cái nút bấm thông minh bởi vì Hyundai có sẵn cái chìa khóa thông minh rồi. Chúng ta chỉ cần mang chìa khóa này đứng cạnh xe, bấm vào cái nút đen này thôi, đó là cửa sẽ mở ra được. Đây là phần đuôi xe. Đuôi xe của Wigo nó giữ dằn bao nhiêu thì chiếc i10 này nó hiền hòa bấy nhiêu. Đèn thon gọn, không có nhiều điểm nhấn. Tuy nhiên thì thiết kế này tôi nghĩ là có thể xếp vào dạng thiết kế unisex được, có nghĩa là nó phù hợp với lại mọi đối tượng khách hàng và phù hợp với cả giới tính nam cũng như giới tính nữ. Về mức tiêu thụ nhiên liệu, các bạn vừa xem rồi, cao nhất thì chỉ khoảng 7-8 lít thôi, đường Hà Nội, điều hòa đầy đủ. Nội thất trong xe là điều mà Hyundai luôn tự hào về đứa con cưng của mình. Phiên bản cao cấp nhất, nội thất màu đỏ đen, ghế da, chính xác là viền da lòng nỉ, và đây là khoang cabin. Nếu tôi chỉ tính riêng về khoang cabin này thôi thì Toyota Wigo gần như không có cửa. Wigo nếu được nâng cấp về nội thất thì sẽ ổn định hơn rất nhiều. Các bạn thấy cái điểm khác biệt của chiếc i10 này này, tôi có thể nói luôn đây là phiên bản i10 2019 bản nâng cấp. Cái thiết kế mới của cái màn hình nó khác lắm, nó khác hoàn toàn so với cái bản cũ. Thì đó là bên cạnh chúng ta là cái bản cũ đấy, và đây là bản mới. Hộp số và toàn bộ các tính năng khác, các nút điều chỉnh giữ nguyên. Hyundai vẫn chưa trang bị cái hộc tì tay cho chiếc i10 của mình, nếu có thì rất tốt. Chiếc Hyundai này chúng tôi đang bán ra với giá loanh quanh hơn 400 triệu một chút, đi kèm chương trình hỗ trợ trả góp lên đến 85% giá trị xe. Quý khách hàng mà có nhu cầu lấy biển Hà Nội mà không có hộ khẩu, chúng tôi cũng có thể hỗ trợ được. Mọi thông tin chi tiết về giá bán, khuyến mại cũng như là hỗ trợ trả góp, các bạn vui lòng liên hệ với số hotline bên dưới, gặp bạn Huyền, phó phòng bán hàng, để sẽ được hỗ trợ giá tốt nhất thị trường. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và bạn ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.